Bạn đã từng thấy búa rơi mất đầu của Thor bao giờ chưa? Đánh gãy cả răng cửa đồng đội mà phải tận hai cái mới chịu cơ. Đây là đội siêu anh hùng pha ke siêu hải bựa. Lá chắn của Captain là nắp thùng rác, màu xanh của CH là bột phẩm màu. Người sắt thì cầm hai cái bình ga đầu đội mũ hàn sắt. Thần sấm Thor thì càng cố rơi hơn, thành thần rồi nhưng lại mặc đồ người rơi. Đối thủ của họ Thanos vốn là một tên cướp. Khi biệt đội lao tới như những siêu anh hùng, đầu búa của Thor lởm quá thuộc ra, bay tới hạ gục luôn đội trưởng Mỹ. Nắp thùng rác văng ra hạ gục nữ khổng lồ xanh. Cô ngã xuống sập cần gạt, khiến bao tải rơi xuống hất văng người sắt. Đột nhiên được bay, người sắt ngơ ngác mặt mày, cả người lao vào một thùng pháo hoa, ngọn lửa bình ga đốt cháy pháo hoa bên cạnh. Pháo hoa thụt lên cháy luôn ngôi nhà mới xây gần đó. Nguyên nhân của chuỗi náo loạn này là nam chính MacGyver. Anh rất nhút nhát và yếu đuối, đến cả ông già còn thích bắt nạt anh suốt ngày. MacGyver vốn là một diễn viên trình nghỉ, người bố rất chán đời về cậu con trai này, nhưng anh hứa với ông bố cảnh sát rằng mình nhất định sẽ nổi tiếng. Nhưng sự đời trớ trêu, vai chính đầu tiên của MacGyver lại là quảng cáo ba con sâu siêu nhỏ. Chim của bạn quá bé ư? Đừng lo, vì đã có ba con sâu tí hon siêu nhỏ. Đang khi MacGyver buồn bực vì không được đóng phim Batman, đột nhiên đạo diễn gọi anh ta được lên làm nam chính. Bởi vì nam chính mà đoàn làm phim đã định ban đầu, đứng lên hóng gió bị thanh hạ chế độ cao cả ngã ở tận Hà Giang mà còn nghe thấy một tiếng bom. Thế là trong bộ phim siêu anh hùng Batman, MacGyver lại được nhận đóng vai nam chính. Con vợ điên cuồng tập luyện, nhất định phải cho bố mình tự hào. Rất nhanh đã đến ngày khởi quay bộ phim, đạo diễn và biên kịch nghĩ nát cả óc, vẫn không biết làm sao để đưa máy hút bụi của nhà tài trợ vào phim. Cảnh quay bắt đầu khi Joker đang giao dịch với một băng nhóm. Đột nhiên chiếc xe của Batman lao vào bên trong, Batman lao xuống bắn móc cướp lấy túi tiền, tiếp theo ném túi tiền lên không trung bắt đầu đánh đấm với bọn cướp. Kỹ năng của Batman đúng là thượng thừa, chỉ với một khẩu súng Batman đã hạ hết cả đám, cuối cùng chụp lại cái túi vô cùng ngầu lòi. Ai ngờ vẫn còn một tên dí súng vào Batman. MacGyver đưa tay ra sau kích hoạt tên lửa hạ hắn. Tiếc rằng quả tên lửa không nổ, cảnh quay đành phải dừng lại để mai quay tiếp. Hóa ra là do bên đạo cụ chuẩn bị có sai sót, tạm nghỉ đạo cụ bỏ con Manner canh nổ vào xe. Lát sau MacGyver nhận được tin nhắn của người yêu, nói quần xịt bị mưa nên cô không có quần để mặc, quá nôn nóng. MacGyver lấy luôn xe của đoàn làm phim phóng 200 km/h. Đúng lúc này anh đạo cụ sửa xong điều khiển, khiến con Manner canh phía sau xe MacGyver phát nổ. Kết quả MacGyver gặp tai nạn giao thông. Đến khi tỉnh dậy anh đã mất mẹ nó trí nhớ. Nhưng đây không phải là chuyện khốn nạn nhất. MacGyver mất trí nhớ nhìn thấy bộ đồ diễn trên người, bên cạnh là túi tiền và cả khẩu súng, cộng thêm chiếc xe Batman bên cạnh. Anh tưởng rằng mình là người rơi thật các bạn ơi. Lúc này có cảnh sát đến, MacGyver bỏ chạy bay qua hàng rào như Batman thật. Thấy cảnh sát đuổi theo, anh liền trèo lên cành cây để trốn cảnh sát. Không ngờ trước mặt lại là một tổ ong, mấy con ong cứ bám vào mũi anh mà đốt. MacGyver vội tụt xuống khiến tổ ong rơi luôn vào đầu cảnh sát. Anh ta đau đớn lao đầu xuống hồ, khẩu súng điện cũng văng tới chỗ MacGyver. MacGyver tiện tay lấy nó hạ nốt anh cảnh sát còn lại. Cảnh sát rớt xuống sông, dòng điện khiến cá nổi hết lên mặt. Phía bố và chị gái của MacGyver chưa biết chuyện, cả hai vẫn đang xem quảng cáo ba con sâu siêu nhỏ của anh. Ông bố cảnh sát đã già nhưng chưa muốn nghỉ, bởi ông vẫn chưa bắt được tên tội phạm nguy hiểm Sloan. Đúng lúc này TV đưa tin về vụ tai nạn, kẻ tình nghi đã dùng súng điện tấn công hai cảnh sát, kết quả làm chết cả đàn cá rô phi đang trên đà tuyệt chủng. Cô chị biết ngay đó chính là thằng em bất tài của mình. Cô liền nhờ đến đám bạn khốn nạn của MacGyver, trong đó có bạn Tom chuyên gia dùng thuốc ảo giác. Cả nhóm theo định vị điện thoại của MacGyver tới một căn nhà, nhưng chủ nhà nói không biết còn đóng cửa lại. Thấy có mờ ám, người chị liền xông vào để ép họ nói ra sự thật. Người chị dùng một phương pháp tra tấn đã thất truyền, đó chính là bỏ bóng vào chỗ hiểm, sau đó bơm hơi tạo lực ép siêu căng. Thấy sắp bị mất sống, thanh niên vội khai hết. Hóa ra tối qua thấy MacGyver mất trí nhớ đã đưa về nhà. Thấy MacGyver có túi tiền, cả nhà liền giả vờ họ chính là gia đình của MacGyver. MacGyver hỏi ai là người trong sợi dây chuyền đạo cụ, mấy người không biết nên đành trả lời đó là vợ của anh. MacGyver tin đó là sự thật, anh vô tình đọc một tờ báo có thông tin bộ phim Batman, tưởng đây là sự thật anh lại kích hoạt đồng hồ. Kịch bản bộ phim hiện ra có phân cảnh vợ anh đã bị Joker bắt. MacGyver tưởng đoạn phim kịch bản trong đồng hồ là sự thật, cho rằng vợ của mình đã bị Joker bắt giữ. Anh liền bay người qua cửa sổ rời đi gấp, ai ngờ đâu cửa lại bằng gỗ mới đau cái đầu. Biết mọi chuyện, người chị liền theo MacGyver, nhưng đen cho thanh niên mặc quần xịt hình con chuột. Con mèo thấy vậy lao tới làm nổ tung con chim khốn khổ. Chắc nhà mình tuyệt giống rồi bà nó à. Phía khác MacGyver đang tìm nhà Joker để giải cứu vợ. Nửa đường anh bắt xe của một cô phóng viên, vừa hay cô cũng đang săn tin về một vụ cướp. Thế là thuận đường chở MacGyver đi. Đám bạn trời đánh lúc này cũng đã đuổi tới. Họ vẫy tay chào MacGyver nhưng anh không nhớ ai cả. Đúng lúc này thanh niên Tom lại thấy ảo giác, thấy mẹ của mình đang đứng giữa đường kêu gọi. Kết quả đánh tay lái khiến chiếc xe đâm vào lề đường. Vừa hay sếp của nữ phóng viên báo đang có một vụ cướp ngân hàng, cô phóng viên lập tức tới đó. Ai ngờ nữ phóng viên vừa ra ghi hình đã bị nhóm cướp bắt lại, khiến máu anh hùng trong MacGyver nổi lên. Thế là người rơi giả sắp đối đầu với tên cướp thật, chắc chắn là một trận chiến căng thẳng lắm đây. Trận chiến giữa Batman và tên cướp, nhưng người đen đuổi lại là nữ phóng viên. Cô vừa muốn xuống xe, lại bị hai người đóng cửa xe đập vào đầu. Nhìn thấy cửa nóc mở, cô muốn chui lên, kết quả đạn lạc khiến đèn đường rơi thẳng vào đầu.
đến khi ra ngoài được ngồi lên cột nước chữa cháy nghỉ một lát, thì một viên đạn khiến nước hụt hất cô lên mây, đến cái xe nằm yên đạn nó cũng không tha. Batman giả này đúng là rắc rối, tên tội phạm tức quá rút súng bắn tên ngốc này, nhưng không ngờ hắn cầm nhầm súng giả của MacGy, kết quả tên cướp bắn bao nhiêu phát cũng chẳng sao cả. Còn vợ MacGy thấy thế lại tưởng mình đau thương bất nhập, càng thêm tin rằng mình là siêu anh hùng. Một con ong chui vào cổ họng tên cướp, MacGy lại tưởng khói trong bộ đồ hạ được hắn ta, giành lại túi tiền của tên cướp lái xe rời khỏi. Tên cướp tức điên để lộ khuôn mặt, hóa ra hắn chính là kẻ thù truyền kiếp của bố MacGy. MacGy bên này đưa nữ phóng viên chạy một mạch vào trong rừng. Anh lấy túi tiền của tên cướp là để đi cứu vợ con. Để phòng có nguy hiểm, MacGy liền phóng lên cây quan sát tình hình. Sau đó còn đu ngược súng muốn hôn như kiểu người nhện. Nhưng mà trò đời khốn nạn, cái quần trên cây bị mắc làm MacGy tụt xuống. Kết quả khiến Diana hôn ngay vào cậu nhỏ. 5cm cơ đấy, thật là ngại quá mà. Đúng lúc này bọn cướp cũng đã đuổi tới. Hai người vội chạy vào một khu vui chơi ở ngoài trời. Vì ở đây có rất nhiều trẻ em, nên MacGy vội để Diana chui vào một quả bóng. Còn mình sẽ dụ đám cướp đi nơi khác để bảo vệ bọn trẻ. Bởi siêu anh hùng nào cũng sẽ làm vậy. Ai ngờ trong lúc đang dụ bọn cướp đi xa, MacGy hậu đậu làm đổ tấm phông nền sân khấu đè rúng tụi trẻ. Diana lúc này đã bị tụi cướp nhìn thấy. Cô bỏ chạy khiến khu vui chơi hỗn loạn vô cùng. Cuối cùng MacGy lấy trộm xe của người sói, lùi xe một cái khiến Diana bị hất văng đi. Nhưng dù sao thì cũng đã thoát nạn. Phía chị gái MacGy lúc này muốn cướp xe để đi tìm em trai. Hai thằng bạn không thích kế hoạch này, kết quả bị chị gái kéo xịp lên cho rách háng. Hai thằng chỉ đồng ý để bảo vệ tính mạng cậu nhỏ. Đúng lúc này một chiếc xe cứu thương đi qua, ba người nhanh chóng cướp chiếc xe, nhưng lên xe chả thấy thanh niên Tom đâu cả. Thì ra Tom đang buồn ẻ phải vào nhà vệ sinh giải quyết, nhưng ai ngờ đây chỉ là ảo giác của Tom. Thực tế thì cậu ta đang ngồi ngay ở ngoài trời. Tom biểu diễn màn đi ẻ như trong nhà không chút sai sót. Bên này MacGy rất nhanh tìm đến chỗ ở của diễn viên Joker. Batman bắn ra súng thần, súng xịn quá bay luôn cả cánh tay. MacGy bất lực chỉ có thể trèo tường vào. Vào trong anh thấy một lồng đại bàng to. Trong lúc con vợ ngắt hệ thống chống trộm, vì anh mù công nghệ khiến nước bắn vào giật anh ngã bắn ra lồng chim phía sau, làm thoát ra con đại bàng to tổ bố. Cuối cùng khó khăn lắm mới lẻn vào trong nhà, nấp vào bóng tối chờ đợi cơ hội ra tay. Khi diễn viên Joker trở về bất ngờ điện bật sáng, hóa ra là Joker đang mở tiệc sinh nhật. Hơn nữa cô gái MacGy tưởng là vợ mình thực ra là vợ hắn ta. Thấy cô ta thân mật với Joker, MacGy chán đời vô tình đi vào phòng con trai của hắn. Nghĩ cậu bé là con mình, MacGy quyết định cứu con trai ra trước. Lúc này bà vợ cũng đến ngoài cửa, thấy có tiếng người gọi con mình trong phòng. Cô liền nghĩ đến danh sách vài trăm người yêu cũ. Rốt cuộc cha đứa trẻ là ai đây ta? Vì mất trí nhớ nên MacGy đã bắt cóc con nhà người khác, từ trên tầng nhảy xuống hồ nước bỏ chạy. Lúc đi còn vô tình ấn công tác tháo nước hồ bơi, khiến bố cậu bé khi nhảy xuống suýt thì trầu ông bà ông vải. Batman vừa lái xe vừa nói với đứa bé con trai đừng sợ, lái không nhìn đường kết quả bị tai nạn. Sau đó MacGy đưa cậu bé đi trốn. Lúc mở cửa không để ý cậu bé đã bị đại bàng cắp đi rồi. Cảnh sát bên này cũng nhận được tin, kết quả Batman bị truy nã trên toàn thành phố. Cảnh sát trưởng nhanh chóng tìm được Batman, vì MacGy đã mất trí nhớ, đương nhiên không nhớ được cảnh sát trưởng là bố của mình. Kết quả đã diễn ra trận đại chiến Batman với bố ruột. Cuối cùng MacGy bị đánh ngất. Ai ngờ khi ông tháo mặt nạ của MacGy xuống, mẹ ơi đây không phải là con trai mình sao? Để tránh đồng nghiệp đuổi đến phát hiện, cảnh sát trưởng liền vội ném con trai ra ngoài cửa sổ. Ném rồi mới biết đang ở tầng 4. May mà bên dưới có đống cỏ gai. Sau đó MacGy được bạn bè đến cứu. Họ đưa anh đến phim trường để anh nhớ ra mọi chuyện. MacGy không tin đẩy chị gái khiến một màu rơi xuống. Chị gái đưa điện thoại cũ cho anh xem. Thông qua các bức ảnh, MacGy cuối cùng cũng khôi phục trí nhớ. Nhưng MacGy không chút vui mừng, bởi vì anh từ một diễn viên đã trở thành tội phạm truy nã. Đang khi đang sầu não không biết làm thế nào, tên cướp sừng sỏ Sloan tự dưng tìm đến. Hắn tìm MacGy muốn cướp lại số tiền. MacGy tuy hơi ngố nhưng vẫn vô cùng chính nghĩa. Tên cướp nói tao sẽ tiêu diệt tụi mày bằng một cái búng tay. Và thế là biệt đội siêu anh hùng Pha Ke ra đời. Chị gái ném búa gỗ cho MacGy hóa thân thành thần sấm. Henry lấy nắp thùng rác hóa thân thành cáp tường. Tom thì lấy hai bình xì biến thành Iron Man. Chị gái thì bị bột màu biến thành si hút. Biệt đội siêu anh hùng đại chiến Thanos bắt đầu. Ai ngờ MacGy bóp giái đồng đội, làm anh ném cái khiên vào mặt si hút, té vào cần gạt làm túi rớt xuống đẩy người sắt bắn vào thùng pháo hoa. Sau khi đồng đội gục hết, bên này chỉ còn MacGy ở lại đánh với Sloan. Đạo cụ ở phim trường khiến trận chiến trở nên vô cùng đẹp mắt. Hai người vật nhau lao vỡ vài bức tường bằng xốp. Đến bức tường thật thì vỡ cả mồm. Lát sau tên cướp bị đánh bại. Cảnh sát đến chỉ thấy hắn mặc bộ quần áo Batman. Sloan thành người gánh chịu hết tất cả tội lỗi. Ông bố cảnh sát trưởng thấy vậy hết sức vui mừng. Hôm sau MacGy tìm đến nhà Diana. Anh đã nhớ lại cô chính là người yêu của mình. Đứa trẻ bị đại bàng cắp đi cũng đã tìm được. Cuối cùng bộ phim Batman của MacGy thành công vang dội. Khán giả gọi anh là người hùng, nhưng MacGy nói anh chỉ là anh hùng màn ảnh. Người hùng thực sự chính là bố tôi, một người đã dành cả đời để truy bắt tội phạm. Ông bố hết sức tự hào về cậu con trai MacGy. Bộ phim Batman bắt đầu công chiếu. Đến cảnh người rơi đại chiến Joker, Batman túm được chân nhưng hắn thụt quần né tránh. Người rơi lại vô tình thấy máy hút bụi,
chính là ý tưởng của MacGyver để đưa hàng nhà tài trợ vào phim. Máy hút bụi với sức hút cực kỳ mãnh liệt, Batman hút thẳng vào con chim nhỏ của Joker. Cuối cùng thì công lý đã chiến thắng rồi, bộ phim tới đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha, bye bye. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này, thì hãy bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vu Phim Review nha.